Chương trình sẽ được tiếp tục với một số thông tin liên quan đến tình hình an ninh trật tự tại các địa phương trên cả nước. Thưa quý vị, chiêu thức lừa mượn tiền qua Facebook vốn đã rất cũ. Người dùng mạng xã hội hầu như cũng đã cảnh giác trước những tin nhắn nhờ chuyển khoản mượn tiền của bạn bè, người thân một cách đột xuất. Tuy nhiên, đối tượng Phạm Vũ Quang Trường, 20 tuổi, tại thị xã Cò Công của tỉnh Tiền Giang, vẫn với chiêu thức này chiếm đoạt số tiền hơn 10 tỷ đồng. Đáng nói, nạn nhân của đối tượng này ở rất nhiều tỉnh thành trong cả nước. Trường được công an xác định là đối tượng sử dụng công nghệ chiếm dụng hơn 400 tài khoản mạng xã hội Facebook để lừa đảo. Trước đó, công an tỉnh Đắk Lắk nhận được đơn tố giác của chị Kỳ Diệu Quỳnh, 27 tuổi. Ngày 30 tháng 10 năm 2021, chị Quỳnh nhận được tin nhắn mượn tiền từ Facebook một người quen ở phường Thống Nhất, thành phố Buôn Ma Thuột. Sau đó, chị Quỳnh đã ba lần chuyển khoản với tổng số tiền gần 30 triệu đồng. Khi chuyển tiền xong, chị Quỳnh liên lạc với người quen thì tá hỏa biết rằng người này không mượn tiền và hiện tại Facebook không đăng nhập được. Sau khoảng 2 tháng tích cực điều tra, công an đã làm rõ và bắt giữ được Phạm Vũ Quang Trường tại tỉnh Tiền Giang, rồi di lý về tỉnh Đắk Lắk. Bước đầu Trường khai nhận do không có nghề nghiệp ổn định nên tự lên mạng Internet tìm hiểu các phương thức hỗ trợ dịch vụ Facebook như quảng cáo bán hàng, hỗ trợ tăng like, follow, comment, lấy lại tài khoản, quên mật khẩu để thu tiền phí. Khi khách hàng có nhu cầu và đồng ý với mức phí Trường đưa ra thì đối tượng liền yêu cầu cung cấp thông tin tài khoản và thông tin cá nhân. Từ đó, Trường chiếm dụng luôn quyền sử dụng Facebook, rồi mạo danh người dùng, nhắn tin cho bạn bè, người quen của chủ tài khoản để vay, mượn tiền. Cùng với việc bắt giữ trường, công an đã thu giữ hơn 600 triệu đồng tiền mặt, 3 điện thoại di động, 3 máy tính, 9 thẻ ATM, cùng nhiều tăng vật có liên quan. Vụ việc đang được công an Đắk Lắk mở rộng điều tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.